representing Canada and the United Kingdom, Shake the One Peacock. Damage on the face of Sinjo. Peacock tearing him up as he finishes the third round. Strong pin point. Xin chào quý vị và chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại khung giờ 20 giờ One Championship trên sao Thao, và chúng ta đang đến với một trận đấu của võ sĩ vô cùng đặc biệt Jack Fish Cook, võ sĩ đến từ Vương quốc Anh, võ sĩ dị tật bẩm sinh khi anh chỉ có một tay thi đấu tại đấu trường One Championship môi thái danh giá. Đối thủ của anh là Shinzo đến từ Nhật Bản. Đây là trận đấu của hai võ sĩ lần đầu tiên được đến với đấu trường One Lampini. Facebook chắc chắn rồi, võ sĩ một tay. Còn Shinzo Abe, Shinzo là võ sĩ ở góc đài xanh. Liên tục là sức ép của Facebook lên Shinzo. Tuy có một tay thôi nhưng mà Shinzo vẫn không thể chống trả lại được những quyền đánh của Facebook. Sức ép của Facebook lên Shinzo là rất lớn. Dừng lại với không đủ hai tay thì Facebook là võ sĩ chơi rất tốt vào chân của mình, sạch chân cũng như chiều cao của Facebook là nhìn hơn Shinzo rất nhiều. Đó là những tình tập tay sau vô cùng chính xác. Chúng ta có thể thấy sự nhanh nhẹn trong cú đấm của Facebook. Facebook chơi với thế thủ Sapo, thế thủ để chơi những võ sĩ của tay trái, nên tay thuận của anh là tay sau sẽ rất khó chịu vì cú đấm của anh sẽ lật thẳng mặt của Shinzo. Fisco là một võ sĩ rất đặc biệt. Năm nay anh 31 tuổi. Đây là lần đầu tiên anh tham gia đấu trường One Championship. Cái tay dị tật của Fisco là do dị tật bẩm sinh. Tay đã bị mất từ khi mới sinh ra. Thị trường đây sẽ là một trận đấu dễ dàng sử dụng đối thủ của anh không đủ hai tay. Chúng ta được thấy Facebook chơi tốt đến như thế nào. Thay vì những cú đấm chiếc tay dị tật của mình thì anh sẽ sử dụng đòn chọc rất chính xác. Xin dùng khả năng tấn công chân của Facebook là rất tốt. Đây là một cú đá rất chính xác của những người xin dùng kết hợp với thế thủ Sapo, thủ cho võ sĩ vận tay trái, thì Facebook tích thời võ sĩ thì đâu có thể ngang ngửa với những võ sĩ thuận cả có đủ cả hai tay. Sự ép của Facebook lên Shinzo là rất lớn. Facebook rất linh hoạt trong tình huống của thế thủ của mình. Thì rất tỉnh đòn, không để cho Shinzo nghỉ ngơi một chút nào. Và đây là đá trụ Fisco thì bị mất tay. Fisco có sự có trụ rất ổn, cân bằng được bản thân mình. Chúng ta đang đến với tình huống thứ hai, trận đấu giữa Fisco Shinzo. Đây là trận đấu của cả hai đầu tiên góp mặt tại đấu trường Hoa Long thì nội dung 12. Chúng ta có thể được sự áp đảo lớn của Fisco Shinzo. Đá đang đánh sở trường Fisco. Fisco không ngã Shinzo cho những tình tuần ta. Vì cánh tay quyết của anh đóng vai trò đón trò. Tiếp tục là rất chính xác của Fisco. Fisco kiểm soát tốt được Shinzo, đánh ép đối phương vào trong dây đài, thực hiện đá cho chiếc tay tật của mình. Sự rất dị năng
Shinjo bác sĩ như Fisco having some difficulty trying to get his attacks off, trying to get a rhythm. Anh phải cẩn thận và rất chính xác của Fisco. Shinjo đang bị mất hoàn toàn thế trận vào tay Fisco. Bác sĩ được quy được bài di chuyển lùi và còn điểm cao thôi, một phản công lại tay của Fisco. Fisco đảm bảo ngay cả trong những kê cho và kê gối. Khen cho võ sĩ Fisco thì đấu rất sòng phẳng và làm được. Xin rồi phản công rất chất lượng Fisco. Step của Fisco tạo lên trên của Shinjo rất lớn, không so được đủ hơn với phần này. Fisco vờn đối phương, đòn này có sức sát thương không cao. Khi đối phương chạm mềm, Fisco tức nặng của Shinjo. Fisco rất linh hoạt trong những tình huống đối thế thủ của anh. Fisco rất nhanh nhẹn trong tình huống đột vị trí để dùng ép đối phương, không nghỉ ngơi. Lý xin rồi của họ sẽ đến đến với anh. Thực tế rất cao, nhưng độ thi đấu đã khiến cho Shinjo bị ngô. Ngay lúc này chúng tôi sẽ đến với hiệp phần thứ ba, trận đấu rất đặc biệt của võ sĩ một tay tại One Championship với Thái Lan Bini. Fisco đối đầu với Shinjo, võ sĩ đến từ Nhật Bản. Trong cả hai hiệp đấu thì Fisco đang áp đảo hoàn toàn Shinjo với những cú đá bằng chân và những cú đấm của mình. Và bây giờ thì miệng của Shinjo đã chảy máu, máu đang chảy ra rất nhiều. Tấn công tổ hợp tay chân và tay của Fisco. Tuy có một tay nhưng Fisco rất chắc đụng, anh cân bằng với bản thân mình. Cú đá của anh rất nặng. Fisco đang bù lại yếu điểm của mình, tư duy thi đấu rất tốt. Cắt góc đổi góc đổi thế thủ cho Shinjo lại với thể lực phi thường của mình. Fisco đang dồn ép Shinjo, máu đã bắt đầu đổ trên mũi miệng của Shinjo rồi. Fisco ra vào rất hợp lý. Bây giờ là những tình huống đá biểu diễn rất hay của Fisco. Bù lại đòn chân của đòn tay của mình, đòn chân đang là đặc sắc. Fisco cú đá trẻ và tạt rất tốt phù đầu của Shinjo. Hai kick cả kèm theo đó những sự spin back kick đang cho lại rất chính xác của Fisco. Sức ép quá lớn đối với Shinjo. Họ sĩ Nhật Bản chịu vô số đến từ họ sĩ Fisco. Trận áp đảo hoàn toàn, chắc chắn Fisco sẽ là người chiến thắng. Tiếp tục là anh tay tật của anh thay như bằng cú chọn. Không cho Shinjo thì hơi phút nào cả. Bây giờ biểu diễn của Fisco cuối bài đá rất thanh thoát, rất biểu diễn. Shinjo is going to make something happen. It's got to come now. It's got to be one of those Hail Mary overhands or something like that. He goes for the overhand there. Tiếp là áp lực rất lớn của Fisco lên người Shinjo. 15 giây cuối cùng thì Fisco vẫn không muốn để cho Shinjo phải nghỉ ngơi. Liên tục là áp sở trường. Tiếp tục là những sự spin back kick do hái rất chính xác của Fisco. Ngay lúc này thì trận đấu đã khép lại, chắc chắn chiến thắng sẽ dành cho sự đến từ vô cùng của anh Fisco với biệt danh tại One Championship là The One.
has scored this contest in favor of your winner by unanimous decision, Jake! Và chiến thắng dành cho Jack Swisscoop, The One. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi trận đấu của One Championship đỉnh cao Southampton. Xin chào và hẹn gặp lại.